Vâng, chú Vũ Tùng Tám xin kính chào quý khách nhá. Vâng, thì bây giờ là 5 giờ chiều ngày 28 tháng 11 năm 2019. Vâng, thì tôi đang có mặt tại xã Văn Luông, huyện Tân Sơn để bàn giao cho nhà bác Khoa Huệ một bộ bàn ghế tần cột 14 đấy. Vâng, đi treo trước để giới thiệu cho quý vị xem rồi. Vâng, bây giờ chúng tôi đang có mặt tại nhà bác Khoa để bàn giao cho bác đấy. Vâng. Đây bác Khoa chủ nhà đây. Vâng, đấy. Thì đây không gian nhà bác rất là rộng thoáng và rất là đẹp. À. Nhìn được không cu? Vâng, ngồi kia xem nào. Kia nào. Đây thì đây sẽ quay toàn cảnh nhé. Phòng khách và chúng tôi đang bàn giao cho nhà bác đây cho quý vị cùng tham khảo nhá. Vâng, đây. Vâng, giới thiệu quý vị là bộ ghế này là chất liệu gỗ gõ đỏ nhá. Vâng. Đây. Thì trước là giới thiệu quý vị rồi, mặt liền một tấm hết gỗ vân rất là đẹp, tôi chọn lựa gỗ rất là kỹ. Rất đẹp. Vâng. Đấy. Vâng, thì trên hình ảnh quý vị đây là bác Khoa chủ nhà đây. Vâng. Bác thấy bộ ghế nào bác đẹp không? Đẹp, bộ này đẹp hơn một cú nhiều. Vâng, thì vâng, thì bác rất là hài lòng với bộ ghế của chúng tôi cơ sở đồ gỗ Nông Cám rồi đang bàn giao cho bác. Vâng, thì thay mặt cơ sở cháu xin cảm ơn bác và gia đình mạnh khỏe nhá. Sắc năm sắp tới rồi thì làm ăn phát đạt cho năm cũ. Vâng, ngắt kéo ngoài này đã. Nên để ra vào 5 nốt bác ạ. Chúc các anh bán được nhiều hàng nhá. Vâng, may mắn nhiều vâng. Khách hàng. Vâng, vâng, thế cháu cảm ơn bác và toàn thể gia đình. Vâng. Thì quý vị nào có nhu cầu sở hữu một bộ bàn ghế hàng đẹp như của nhà bác Khoa ở Văn Luông Tân Sơn này thì xin liên hệ cơ sở Đỗ Vũ Tùng Tám chúng tôi nhé. Cơ sở chúng tôi nằm tại xã Văn Khúc, quận Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Và có số điện thoại là 0987510816. Tôi chuyên sản xuất đồ nội thất trong nhà, giường tủ bàn ghế cũng như đồ thờ các loại. Và quý vị nào có nhu cầu thì cứ xin liên hệ với số điện thoại đó và chúng tôi sẽ nhận theo đơn đặt hàng của quý vị. Và quý vị muốn xem chi tiết hơn nữa thì vào website thì đồ gỗ Tùng Tám trong con là thì biết thêm nhiều chi tiết và sản phẩm hơn. Còn xin chân thành cảm ơn quý vị đã có chút thời gian theo dõi và kênh Ubi của đồ gỗ Tùng Tám thôi và xin chân thành cảm ơn ạ. Vừa à.